Bộ Ngoại giao ngày 19 tháng 9 ra thông cáo cho biết, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 làm việc tại Mỹ và sau đó thăm cấp nhà nước tới Cuba. Theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu Nhân. Trước đó, ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thông điệp ghi hình tới sự kiện lời kêu gọi toàn cầu về Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, được tổ chức trực tuyến ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hiệp Quốc từ 22 đến 23 tháng 9 năm 2024. Trong thông điệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai là cơ hội để Liên Hiệp Quốc và chủ nghĩa đa phương khẳng định những giá trị không thể thay thế trước những thách thức to lớn của thời đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn hội nghị sẽ mang đến tư duy mới và cách làm mới cho tương lai thế giới và đề nghị tập trung thảo luận về các giải pháp mang tính chuyển đổi, bao gồm chuyển đổi về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi quản trị toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và các nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và đoàn kết quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, để người dân được hưởng thụ đầy đủ những thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai. Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai là sự kiện đa phương quan trọng hàng đầu của Liên Hiệp Quốc trong năm 2024.